Xin chào quý vị trở lại chương trình trực chuyện TV Thì hôm nay đã bước sang những ngày đầu tiên của tháng 10 Cái tháng mà nghị định 53 của chính phủ đã chính thức có hiệu lực Thì nghị định 53 là gì? Là nghị định của chính phủ ban hành năm 2022 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2022 Trong đó, đó thì quy định chi tiết một số điều của cái luật an ninh mạng thì Nghị định 53 có thể nói rằng quy định về trình tự thủ tục cũng như là các cái biện pháp để mà yêu cầu xóa bỏ những cái thông tin trái pháp luật. Những cái thông tin sai sự thật ở trên không gian mạng và nó ảnh hưởng đến cái việc gì? Xâm phạm cái điều đầu tiên hết mà người ta cần bảo vệ là xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội cũng như là quyền và lợi ích hợp pháp của các cái cơ quan của các cái tổ chức và các cá nhân thì cái điều này rất là rõ. thí dụ như là cái vấn đề mà sử dụng các cái mạng truyền thông, ngay cả youtube, ngay cả facebook hay là những cái trang mạng khác, những cái hệ thống cái nền tảng truyền thông khác trên mạng đó để mà tuyên truyền lật đổ chính quyền của Việt Nam, để mà xâm phạm kêu gọi kích động biểu tình hay làm tập hợp xây dựng đảng phái hoặc là tập hợp quần chúng hoặc là kích động lòng thù hận hoặc là tạo ra những cái nền tảng để mà làm một cuộc cách mạng giống như là một cuộc cách mạng màu hay là cuộc cách mạng mùa gì đó hoặc làm hồng để mà thay đổi một cái thể chế trong Việt Nam theo cái hướng mà họ có thể nhân danh là bạo động hay là bất bạo động bất cứ một vấn đề gì cũng đều là một cái điều bị cho rằng là xâm phạm an ninh quốc gia và những cái điều này đó thì theo những cái nghị định 53 là những cái thông tin gọi là độc hại như vậy sẽ bị can thiệp để mà yêu cầu tháo gỡ ngay lập tức và hôm nay đã bước sang cái tuần lễ um, thứ nhất rồi của cái tháng 10 và chúng ta những cái người ở nước ngoài nữa cũng rất là quan tâm về cái cái nghị định này bởi vì chưa bao giờ thấy rằng có một cái nghị định mà mang tính chất um, nó quyết liệt như vậy thí dụ như nói rằng phải tháo gỡ luôn kể cả những cái thông tin gọi là sai sự thật nữa những cái thông tin bị đặt vu khống chụp mũ lẫn nhau hay là những cái việc mà nói xấu lẫn nhau chẳng hạn, lợi dụng cái cái quyền tự do dân chủ để mà có thể chửi bới lẫn nhau. Chúng ta đã thấy rồi, trong thời gian vừa qua có quá nhiều những cái vụ án đã bị khởi tố theo cái điều 331, thí dụ như cái vụ Thiền Am, thí dụ như cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng. Và rất là nhiều các vụ khác nữa. Thì đối với cái cái trật tự xã hội đó ở trên mạng xã hội thì bây giờ càng phải được lặp lại lặp lại một cách nó rất là văn hóa nó gắn liền với cái truyền thống của người Việt Nam chứ không thể mà để làm loạn như vậy ai cũng có thể mở được một cái trang coi như một cái tài khoản ở trên Facebook hoặc là ai cũng có thể mở được một cái tài khoản ở trên YouTube và rất là nhiều các cái nền tảng khác nữa và người ta cái sử dụng cái cái nền tảng công cộng đó mà có thể lên trên đó rồi chửi bới rồi bôi xấu lẫn nhau rồi nhục mà những người khác hoặc là lợi dụng nó để mà quyên tiền để mà đi um, lừa đảo người khác thì tất cả những cái điều đó phải cấm phải dẹp ngay lập tức hoặc là không thể sử dụng các cái mạng như vậy để mà tấn công, um, đụng chạm đến quyền lợi của các cái tổ chức hay là cá nhân hay là ngay cả các cái cơ quan nhà nước nữa đây là cái điều rất là rõ ràng nhưng mà trong tất cả các khách thể mà cần được bảo vệ đó thì cái tính an toàn an nguy và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Cái hoạt động lành mạnh và nó ổn định tình hình chính trị Đó là một đối khách thể càng phải được bảo vệ Nói chung là cái sự xâm phạm vấn đề an ninh quốc gia là cái điều cần thiết nhất Thì um, sau khi mà có cái nghị định 53 đó Thì có khá nhiều những cái nhận định Họ nói rằng cái nghị định 53 của chính phủ Việt Nam Có lẽ là chỉ can thiệp trên những cái tài khoản hay là những cái cá nhân sống ở trong Việt Nam thôi và người ta có thể là can thiệp, sử dụng các cái trang miền hay là sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội ở trong Việt Nam chứ còn những người ở bên ngoài Việt Nam thì người ta cứ thoải mái um, sử dụng các cái kênh YouTube mặc dù là họ sử dụng YouTube hay là Facebook hay là nhiều cái cái trang web khác rồi họ um, sử dụng nhiều cái hình thức khác nữa hoặc là họ có cái dạng là nút bóng lẫn nhau thí dụ như vừa rồi chúng ta thấy rằng có người thì gửi cho chúng tôi biết rằng cái kênh của Nguyễn Văn Đài cái trên YouTube á có lẽ là bị chặn ở trong Việt Nam tuy nhiên thì thay vì bị chặn như vậy thì người ta có thể là sử dụng những cái kênh mà chưa bị chặn để mà xuất hiện rồi có một cái sự câu kết có một sự kết bè với nhau để tạo ra một cái nền tảng vẫn có thể kêu gọi được vẫn có thể tác động trong Việt Nam kêu gọi đứng lên kêu gọi lật đổ kêu gọi hoặc là kích động những cái cái tin tức gọi là thù hằn và tố cáo các cái chế độ để mà tạo ra một cái làn sóng tạo ra một cái lực lượng và còn nói rõ luôn là ý đồ nữa để mà xây dựng kêu gọi bao nhiêu người rồi một người ra bao nhiêu người rồi thành lập ra làm sao rồi khi mà có điều kiện thì sẽ làm thế này tới nọ nói chung là những vấn đề đó nếu mà xác định về an ninh quốc gia thì có lẽ là Nghị định 53 phải can thiệp thì cái can thiệp đối với ở cái kênh ở nước ngoài thì làm sao đây là một cái câu hỏi rất là lớn và ngay cả chúng tôi những người ở hải ngoại đó cũng rất là quan tâm, quan tâm rằng là cái nghị định này nó có thực sự sẽ mang lại cái hiệu quả hay không. Và chính quyền của Việt Nam có can thiệp được đối với những cái kênh gọi là độc hại ở ngoài nước. Thí dụ như đối với các cái kênh của bà Nguyễn Phương Hằng hay là năm chú Tiểu hay là những cái kênh khác gì đó có vi phạm là chửi bới xúc phạm lẫn nhau thì thật ra là chửi bới xúc phạm lẫn nhau hay là tố cáo nhục mạ đưa thông tin bị đặt đối với các cơ quan tổ chức của nhà nước hay là cá nhân gì thì cái đó dừng lại ở chỗ là xâm phạm các cái trật tự vi phạm về thuần phong mỹ tục hay là vấn đề mà vi phạm về về cá nhân với nhau đi hay là ở trong nước với nhau cái đó cũng còn đỡ còn đối với những cái việc mà kêu gọi lật đổ thì uh, những cái kênh mà chuyên môn chửi Việt Nam hay là có một cái sự thù hằn với chính quyền Việt Nam và thường hay bới móc thường hay tạo dựng thường hay bịa đặt trong những cái vấn đề chính trị hoặc là nhằm cái mục đích để mà kích động cái lòng thù hận để mà chia rẽ ra cái đội đoàn kết ở trong Việt Nam chẳng hạn thí dụ như người ta hay cổ xí rằng ở miền Nam là khác miền Bắc là khác cổ xí về cái sự khác nhau về vùng miền rồi um, họ nhắc nhiều về cái chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa hay là họ cứ uh, chỉ trích có một cái vụ nhỏ họ sới họ làm to họ làm cho cái sự thù hằn cái đó cộng sản nhiều hơn thì đối với những cái kênh như vậy thì cái nghị định 53 có tác động được hay không hay là chỉ ngồi đó mà nhìn hoặc là ngược lại đó thì còn để cho nó trôi nổi nữa và cái lượng view cái lượng follower nó càng lúc càng nhiều hơn bởi vì nếu mà không có một sự can thiệp thì chắc chắn một điều rằng À, theo như một cái tâm lý bình thường thôi người ta thích đi tìm tòi hay là người ta thích đi um, cái kiểu như là, là 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 có cái gì đó khác lạ đó họ sẽ nghe thử nó như thế nào họ sẽ vào thử xem ra làm sao rồi theo như năm tháng rất có thể sẽ bị lôi cuốn rất có thể sẽ bị uh, bị ảnh hưởng lúc nào mà không biết thực tế thì uh, có quá nhiều rồi thí dụ như um, cũng vì cái tính hiếu kỳ À, lúc đầu thì cũng vì cái sự bất mãn một số các vấn đề trong Việt Nam mà nhiều người đã vào truy cập trong những cái trang mạng chẳng hạn Của cái nhóm, ví dụ như của Đào Minh Quân Để rồi cuối cùng thì sao? Họ dấn thân vào, họ sâu vào, sâu vào, sâu vào Và họ bị ràng buộc lúc nào không biết Và họ đã bị um, coi như là xác định uh, Cái việc mà kết nối với những cái trang mạng đó Chỉ là trang mạng thôi, tiếng nói là ảo, là người A, người B Nhưng thực tế thì và cuối cùng đó thì đó lại là chứng cứ để mà lôi hàng mấy chục người phải ra tòa và cuối cùng thì những người đó phải nhận các bản án. Bởi vì sao họ đã gia nhập vào một cái tổ chức mà phía Việt Nam xác định rằng đó là tổ chức khủng bố và còn lên những cái trang mạng của họ còn tiếp cận vào những cái nền tảng truyền thông đó của họ để rồi bị phải là các chứng cứ để người ta phạm tội. Thì như vậy đó thì đối với những cái kênh mà gọi là chống cộng mà mình ở trong Việt Nam mà mình xem mà mình xem thì nó cũng y như vậy thôi tức nghĩa là hồi xưa thí dụ như sau năm 1975 người ta nói là có nhiều cái um, văn quá phẩm mà gọi là của Mỹ Ngụy bị cấm rồi không có được xem hoặc là không có được tiếp cận nhiều người mà có thể là tiếp cận những cái bài hát như vậy hay là những cái um, vật phẩm như vậy có lẽ là sẽ bị bị xử lý xử phạt thì bây giờ cái nghị định 53 không có nói rõ và nếu như là một cái người đi thí dụ như chúng ta ở ngoài chợ An Đông hay là một cái chợ dân sinh hay là một cái chợ Bến Thành gì đi hoặc là một cái chỗ mà bến xe nào đó mà có những người họ mở ra một cái kênh rồi có ví dụ như những cái người ở bên Hoa Kỳ chẳng hạn họ chửi chế độ Cộng sản Việt Nam họ chửi chính quyền họ chửi nguyên thủ rồi họ kêu gọi lật đổ họ làm đúng thứ chuyện hết và nguyên một cái nhóm người họ ngồi họ coi những cái chương trình như vậy thì nếu mà như thế đó thì có bắt hay không và như thế thì có xử lý hay không và như thế thì có bị cấm hay không đó là cái điều mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay bởi vì theo như luật lệ đó mà nó ban hành cái điều mà nhiều người người ta sợ nhất nhiều người mà người ta cảm thấy nó nó tôn trọng nhất đó, là cái luật đó được áp dụng và cái luật đó nó có cái hiệu lực trên thực tế chứ còn ban hành luật để rồi cuối cùng đó, nó không có cái tác dụng gì hết và nó không thể làm cho những người sợ Thí dụ như là sau khi mà xảy ra cái Có một cái thông tin nói về cái Nghị định 53 này Chính là bản thân chúng tôi cũng có làm những cái chương trình để mà nói về cái nội dung của nó Thì những người mà Youtuber ở tại Hoa Kỳ đó Có người thì gửi email hỏi tôi Có người thì gọi điện hỏi tôi là như vậy thì thật ra cái Nghị định này có làm gì không? Chúng tôi ở bên Mỹ chúng tôi cũng là làm, làm Youtube đây bây giờ có bị cấm hay không? Các thứ này kia nọ Và người ta có cái thứ thức là thách thức và ý thức nói rằng là sẽ không bao giờ nhớ kỹ tao là người mỹ nha nhớ kỹ nha tao là người sống ở hoa kỳ tao là sống ở bosa nè tao ở ngay cái cái đường bosa đây tao ở ngay cái trung tâm lý đô sài gòn đây hoặc là tao đang ở bên canada đây tao ở bên úc đây ở bên châu âu đây cho nên là không thể nào can thiệp được và thực tế thì đến bây giờ đi nữa không có sự ngăn chặn thí dụ như rất là nhiều các cái kênh mà gọi là chửi cộng sản hàng ngày chúng ta vẫn có thể truy cập được, chúng ta vẫn có thể vào youtube của họ được và chính vì vậy đó trong cái thời gian vừa rồi mà thí dụ như khi sự xuất hiện của ông Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Đài không có giấu, nói rất là rõ rằng là kêu gọi lật đổ chính quyền Việt Nam, kêu gọi lật đổ cộng sản, kêu gọi giải thể cộng sản và kêu gọi thành lập cái phe nhóm, kêu gọi những người khác vào cái hội anh em dân chủ của anh ta, mà kêu gọi tất cả mọi thứ nữa còn nói rằng là kết hợp các cái truyền thông ở hải ngoại, các youtuber luôn của họ cũng kết hợp với nhau để mà đưa những cái thông tin truyền đải những cái lời vàng ngọc của Nguyễn Văn Đài vào trong Việt Nam rốt vào ở trong Việt Nam để tạo ra một cái hiệu ứng và quả thật trên thực tế có quá nhiều các cái chương trình có quá nhiều các cái kênh YouTube đã làm hoặc là họ truyền tải họ phỏng vấn của ông Nguyễn Văn Đài này mà còn nâng cấp ông Nguyễn Văn Đài này lên như là luật sư các thứ này kia cái nọ để mà chim muốn tạo ra một cái sự kích hoạt cái sự kích động và như vậy thì căn cứ theo cái nghị định 53 đó thì uh, nó đã là vi phạm. Vi phạm bởi vì ảnh hưởng tới vấn đề an ninh quốc gia. Thì tới đây cái nghị định 53 này sẽ thực hiện đối với các cái kênh nó như thế nào. Và đối với những cái kênh đó đó có chặn view ở trong Việt Nam hay không? Hay là gọi là cái kênh này không tồn tại giống như là hôm trước mà có nhiều người họ gửi cho tôi cái hình về cái kênh YouTube của um, Nguyễn Văn Đài thì nếu mà làm được cái điều đó thì nó có thể hạn chế được những cái người nghe ở trong việt nam và đây là một cái điều rất là khác biệt dĩ nhiên là mỗi nước họ có những cái quy định luật lệ khác nhau để mà bảo vệ cái tính an toàn cũng như là cái hoạt động đúng đắn của người ta không thể nói rằng áp dụng cái luật của hoa kỳ để mà áp dụng cho việt nam được dĩ nhiên là hoa kỳ cũng vậy hoa kỳ người ta cũng có cái luật an ninh mạng và hoa kỳ cũng không khuyến khích hoặc là người ta cũng bắt lên những cái người mà lên mạng thí dụ như bây giờ người nào mà họ nói là Hoa Kỳ có tự do đó lên chỉ đi lên lập ra ở bây giờ cách chế tạo bom làm sao cách đặt khủng bố làm sao cách ám sát làm sao hay là cách làm gì gì thử coi nếu mà nói về những cái vấn đề mà kích động như vậy và tạo ra một cái sự mất an ninh hoặc là thành lập tổ chức nào đó để mà lật đổ chính quyền lật đổ cái nền cộng hòa Hoa Kỳ, xóa bỏ cái hiến pháp Hoa Kỳ hoặc là làm này kia cái nọ thử coi có được hay không chắc chắn một điều là FBI người ta sẽ ập lại ngay lập tức người ta sẽ theo dõi ngay lập tức sẽ làm hàng loạt các vấn đề chứ không có thể mà rỗi rõ ràng như vậy bởi vì những cái thành phần mà họ nhân danh chống cộng chúng tôi muốn nói là họ nhân danh chống cộng hoặc là họ núp dưới cái dạng gọi là chống cộng cực đoan hoặc là cái dạng mà dân chủ cuội cũng khoác áo cờ vàng hoặc là để mà hô hào chống cộng và cái đám youtuber cũng um, muốn kích hoạt vào cái vấn đề này thì rõ ràng đó nó cứ lầm tưởng cứ nghĩ rằng là mình ở nước ngoài mình có thể là kêu gọi ở Việt Nam bất cứ cái gì cũng được và nghĩ rằng cái nền tảng internet bây giờ nó càng rất là mạnh rồi, Việt Nam không thể ngăn chặn. Việt Nam có thể là mạnh trong kinh tế, có thể là quản lý cả trăm triệu người trong Việt Nam là người ta phải sợ sợ nhưng mà đối với những người ở bên nước ngoài, những cái kênh YouTube, những cái kênh mà trang mạng đó chả bao giờ dám đụng tới hoặc là đụng tới không được. Thì cái điều đó chúng ta phải chờ đợi bởi vì đây cũng mới bước sang những ngày đầu tiên của tháng 10 thôi. Và theo những cái thủ tục đó của cái nghị định 53 thì nói rằng làm sau khi mà người ta xác minh và người ta giám định và người ta thấy rằng đó nó có cái sự vi phạm về những nội dung liên quan đến các vấn đề này và người ta sẽ làm những cái thủ tục để rồi yêu cầu xóa, yêu cầu phải ngăn chặn và yêu cầu rút khỏi chẳng hạn hoặc là xóa vĩnh biển gì đó đủ thứ chuyện hết còn đối với những người trong Việt Nam rất có thể nếu như là có dấu hiệu của hình sự thì còn phải bị khởi tố nữa. thì um, đối với các cái kênh là như vậy là xóa nhưng mà đối với những người xem thì sao? thí dụ như những cái kênh nào được xác định rằng là đồi trụy, là phản động, là những cái đôi kênh nào gọi là độc hại, những cái kênh nào mà khi mà lưu trữ những cái kênh đó hoặc là à, những cái tài liệu của những cái trang web nào hay là những cái nền tảng nào mà có những cái nội dung thí dụ như là Um, kích động kêu gọi thành lập nhóm này nhóm kia để mà xóa bỏ chế độ độc tài xóa bỏ đảng cộng sản xóa bỏ nhà nước Việt Nam này cái nội thách thức thì um, đó có được xem là tàn trữ hay không hay là phát tán các cái tài liệu như vậy hay không và mình xem như vậy có phải là đang tuyên truyền về những cái vật phẩm hay là những cái văn hóa những cái tài liệu mà gọi là chống chính quyền nhân dân hay không đây là một câu hỏi rất là lớn bởi căn cứ theo điều 117 thì chúng ta thấy rằng đó là những cái cơ sở tuy nhiên luật pháp thì phải làm cho nó mang tính chất rõ ràng để mà người dân họ hiểu và chính chúng tôi ở bên nước ngoài cũng vậy cũng thấy rằng có người thì nói mình nên làm theo cái kiểu giết chửi cộng sản việt nam thứ hay chỉ trích có một vấn đề gì đó cứ nói ào ào lên giống như nhiều cái kênh khác thì việt nam cũng đâu có làm gì được và lượng view còn nhiều hơn nữa thì đây là một cái sự lầm tưởng và đây là một sự định hướng có lẽ là mình biết là nó sai Tuy nhiên thực tế nó đang diễn ra như vậy Và làm cho người ta cứ nghĩ rằng là Việt Nam bỏ lỡ Hay là Việt Nam muốn tạo cái điều kiện đó Hoặc là um, muốn can thiệp nhưng mà không can thiệp được Và cái nghị định 53 cuối cùng thì nó cũng là Là có cái vỏ thôi chứ không thể can thiệp với người nước ngoài Có phải như vậy hay không Và chúng ta rất là mong chờ để có cái câu trả lời cuối cùng và cái câu trả lời cuối cùng có lẽ là, là thời gian thôi. Thí dụ như vài tuần nữa, vài tháng nữa hay là khi mà nó thực hiện trên thực tế đó, có thể là phải hàng năm trời nó mới có cái tác dụng. Đó là vấn đề mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay để trả lời một cái câu hỏi cho các bạn nói rằng Nghị định 53 có dọa được các cái kênh chống cộng ở hải ngoại hay không? Thì à, tôi để cái câu trả lời đó cho các cái cơ quan chức năng của Việt Nam và cái thực tế nó sẽ trả lời. Còn hôm nay thì xin tạm dừng ở đây. Rất là cảm ơn quý vị. Còn đối với trực diện TV, đối với Minh Giang thì cái cách mà mình thể hiện ở trên cái trang YouTube của mình thì nó đã hồi trước đó giờ giống như vậy rồi và sẽ giữ vững cái lập trường là như vậy thôi mặc dù là ai muốn tác động ai muốn nói gì nói hoặc là ai muốn xỉa xối làm sao cũng được hết và mọi cái sự tranh luận thì dĩ nhiên mình thấy cái điều nào mà nó cần thiết thì mình mới làm chứ còn mình không có rảnh để mà đi trả lời tất cả những cái vấn đề của người ta đặt ra thì xin chào quý vị sẽ trở lại chương trình khác